quý bà con cô bác quý anh chị em nhỏ đã trở lại cái kênh Chí Sĩ Chính Dừa. Ok, và Sĩ Tinh Đen này. Mà Sĩ Tinh Đen ngủ rồi. Đây là chính thức à, ngày hôm qua. Hôm qua là ngày 29/22/2022 thì đã có thông báo cho hồ bơ hoạt động bơ kể từ ngày 3/1/2023 đó. Thì hiện tại hôm nay là ngày 30 thì vẫn chưa cắt dây, tới ngày 30 cắt nha. Đó, hôm qua giờ mình đi bận, mình nói là thường thường là mình sẽ quay rất là sớm, nhưng hôm qua mình mới được nhận nhà hỗ trợ, nhận nhà sớm cho chú Hổ trong cái team hỗ trợ nhận nhà của mình á, đã nhận nhà ok. Đó, ngày hôm qua là ngày 29/12/2022 đó, nhớ là ngày chính thức được bơ sẽ là ngày 3/1/2023. Hôm nay vẫn còn 2022 nha. Trong chờ cái hồ bơ kể từ lúc nhận nhà từ tháng 7 luôn, nhận nhà vào ở đó. Đó, thì bây giờ mới chính thức là 2023 mới được bơ. Cái lọc nước hồ bơ này thật ra là mình quay nhiều video lắm rồi, từ tháng 10 mình quay liên tiếp mấy cái video luôn. Trong chờ tới cuối tháng 10 cũng không thấy đâu. Đó, thì qua 2023 là có nhiều cái đổi mới thì được bơ rồi. Hồ bơ bên mình là trong xanh luôn. À, mình đang quay ở đây là lóc u quay ra ha, đây là lóc u là à, hướng về An Giang nè. À, đây là bên này quay về hướng màu này ha. À, rồi. À, rồi thông báo một tin vui cho bà con ở lóc SV luôn, là khi mà hồ bơi chính thức hoạt động á, lóc này lóc S nè, lóc này lóc V nè, thì bà con lóc SV vẫn được qua bơ nha, đó, vẫn được qua bơ. Thì để mà được đi bơ thì mình có thể là đi từ ở dưới tầng 1 qua, ha, cái hướng dẫn cách qua đi từ dưới tầng 1 nha, chứ tầng 4 này không có hông nha. Có nhiều bà con hỏi ơi, giờ tầng 4 không nha hôn rồi đi qua sao các kiểu đó, thì mình giải thích luôn ở video này đó. Tầng 4 là chỉ có U, đây U và M là không nhau đó, M không nhau và V đây là V, S đây là không nhau tầng 4 đó. Rồi tuy nhiên ở tầng 1 là sẽ bị khóa sẵn đó, thì chúng ta sẽ nhờ lực lượng bảo vệ hoặc lực lượng ban quản lý đó hỗ trợ cho chúng ta đó. Hỗ trợ thì nếu mà chúng ta có thẻ thì chúng ta cầm thẻ xanh theo sẽ được hỗ trợ, thẻ xanh của lóc SV sẽ được hỗ trợ, nói là lên bơ thì sẽ được hỗ trợ, hoặc là bà con có thể liên hệ trực tiếp với mình sẽ để cái số Zalo với lại cái nhóm ở đây, mình nhóm hỗ trợ đó, thì sẽ hỗ trợ cho bà con đón bà con cư dân ở bên SV lên bơ tạm thôi, chứ SV có hồ bơ nha. Đó, SV VIP hơn VIP, rất là VIP luôn. Đó. Thì đáng lẽ mình làm video này hôm qua, nhưng mà hôm qua mình bận nhận hỗ trợ cho chú Hổ nhận nhà, khi mà chủ đầu tư thông báo giờ là tới tháng 3 lận, nhưng mà hôm qua đã nhận ok rồi. Không, hồ bơ trống xanh ha. Trong xanh thế này mà không cho bơ là quá phí luôn. À, thì hôm qua thì lúc mà nhận nhà xong thì mình có xuống ban quản lý, thì mình có nhờ mấy anh á hỏi cái vấn đề mà bơ thì SV bơ được không, thì khẳng định là SV vẫn qua bơ được, và ban quản lý và đội bảo vệ có hỗ trợ ha. Mình cứ cầm thẻ xanh, mình xác nhận mình là cư dân ở bên SV là mình phải qua bơ thoải mái. À, hồi qua bên đây thì đầy đủ dù tiện nghi các kiểu phôi nước sáng có cô vệ sinh nữa nè. Giờ đây là bên em màu nè, rất là nước này như mở rồi, mở được rồi nha. Ok, mở được rồi đi mày. Chung là hệ thống nhà vệ sinh nước nôi rồi
ok hết rồi, là mở hết rồi. Nhà vệ sinh thì bên M là đây, còn bên U là nằm bên đó luôn, ok luôn. Ok, giờ đi xuống này, rồi vệ sinh dọn dẹp này. Rồi chào và hẹn gặp lại cả nhà ở cái ngày IB đầu tiên 3 tháng 1 2023. Ok, đẹp quá đẹp. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.